Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay tôi mời các em cùng theo dõi đề thi học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 7 sách Chân trời sáng tạo. Các em lưu ý, đề thi này chỉ mang tính chất tham khảo giúp cho chúng ta ôn tập, không phải là đề thi chính thức. Một la mã trắc nghiệm khách quan, lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây. Câu 1, hành vi nào sau đây là biểu hiện của tệ nạn xã hội? A. Buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. B. Xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. C. Chặt phá rừng để làm nương rẫy. D. Khai phá quá mức tài nguyên thiên nhiên. Như vậy, hành vi là biểu hiện của tệ nạn xã hội. Đó là hành vi A, đó là buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Như vậy, câu 1 chọn đáp án A. Câu 2, điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau. Là một tệ nạn xã hội, biểu hiện của việc cuồng tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn đến những hậu quả xấu về sức khỏe, thời gian, tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội. A. Cờ bạc. B. Mại dâm. C. Ma túy. D. Mê tín dị đoan. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Như vậy là một tệ nạn xã hội, biểu hiện của việc cuồng tin vào những điều mơ hồ, đó là mê tín dị đoan. Như vậy câu 2 chọn đáp án D. Câu 3, câu ca dao sau đây phản ánh về tệ nạn xã hội nào? Trời sinh ra ông tướng tài tổ tôm, xóc đĩa dông dài cả đêm. Canh trước tượng hãy còn tiền, canh sau cởi áo ngồi bên lò hộp. A. Mê tín dị đoan. B. Rượu chè. C. Cờ bạc. D. Mại dâm. Như vậy câu ca dao trên phản ánh tệ nạn xã hội đó là cờ bạc. Như vậy câu 3 chọn đáp án C. Câu 4, đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống, Quy là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ rất nuông chiều. Mỗi khi Quy xin tiền, bố mẹ đều đáp ứng ngay mà không hỏi lý do, mục đích sử dụng. Quy thường hay khoe với bạn ở nhà mình muốn gì bố mẹ cũng chịu hết. Biết Quy có nhiều tiền, T và E đặt vụ Quy chơi điện tử ăn tiền, cá độ bóng đá, sử dụng ma túy. Khi biết chuyện, bố mẹ Quy rất lo lắng nhưng không biết làm sao để giúp con thoát khỏi tệ nạn xã hội. Câu hỏi là nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân khiến bạn Quy vướng vào tệ nạn xã hội? A. Bạn Quy bị bạn bè xấu lôi kéo rủ rê. B. Bố mẹ Quy thiếu quan tâm giáo dục con. C. Bản thân Quy thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ. D. Thiếu sự quan tâm giáo dục của thầy cô giáo. Như vậy nội dung không phải là nguyên nhân khiến Quy vướng vào tệ nạn xã hội đó là thiếu sự quan tâm giáo dục của thầy cô giáo. Như vậy câu 4 chọn đáp án D. Câu 5, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây? A. Cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng ma túy. B. Tố giác những đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc. C. Tổ chức khám chữa bệnh và tiêm phòng cho trẻ em. D. Xây dựng các khu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em. Như vậy pháp luật Việt Nam nghiêm cấm những cái hành vi đó là cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng ma túy. Như vậy câu 5 các em chọn đáp án A. Câu 6, nội dung nào sau đây phản ánh đúng biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội? A. Khuyến khích lối sống thích thưởng thụ, ăn chơi, đua đòi. B. Đẩy mạnh tuyên truyền đề phòng chống tệ nạn xã hội. C. Chỉ chú trọng làm ăn kinh tế hơn giáo dục con cái. D. Không cần duy trì lối sống giản dị lành mạnh. Như vậy nội dung phản ánh đúng biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội đó là đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Như vậy câu 6 chọn đáp án B. Câu 7, ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân lười biếng đua đòi. B. Tội phạm ma túy chỉ vi phạm pháp luật, không vi phạm về đạo đức. C. Tệ nạn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội. D. Để bảo vệ bản thân, chúng ta cần xa lánh những người mắc bệnh xã hội. Như vậy ý kiến đúng khi nói về tệ nạn xã hội là tệ nạn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Như vậy câu 7 chọn C. Câu 8. Trong tình huống dưới đây, chủ thể nào đã vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội? Tình huống bạn T và bạn K cùng 14 tuổi thường xuyên sang nhà bạn H để tụ tập đánh bạc ăn tiền. Tại đây T và K bị bà H dụ dỗ hút thuốc phiện và bị nghiện. Anh M, con trai của bà H, biết sự việc nhưng giữ kín không nói với ai. Một hôm T và K đang hút thuốc phiện tại nhà bà H thì bị công an bắt quả tang. A. Bạn T và bạn K. B. Bạn T, bạn K và bà H. C. Bà H và anh M. D. Bạn T, bạn K, bà H và anh M. Như vậy trong tình huống trên thì chủ thể nào đã vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội? Đó là cả bạn T, bạn K, bà H và anh M. Như vậy chọn đáp án D. Câu 8 chọn đáp án D. Câu 9. Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau, đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Xã hội. B. Gia đình. C. Nhà nước. Và D. Là nhà trường. Như vậy nội dung ở trên đây là khái niệm về gia đình. Như vậy câu 9 chọn B. Câu 10. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình? A. Chị K và em G thường xuyên đánh nhau để giành đồ chơi. B. Anh C chăm sóc nuôi dưỡng em S sau khi bố mẹ qua đời. C. Chị T đánh mắng em trai vì em ấy không làm bài tập. D. Anh V bắt em X thay mình làm tất cả công việc nhà. Như vậy nhân vật thể hiện đúng quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình đó là anh C đã chăm sóc nuôi dưỡng em bé sau khi bố mẹ qua đời. Như vậy câu 10 chọn B. Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái? A. Bao che cho mọi sai lầm khuyết điểm của con. B. Đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất của con. C. Thỏa mãn mọi nhu cầu về tinh thần của con. D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. Như vậy nội dung phản ánh đúng quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái trong các nội dung dưới đây đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. Như vậy câu 11 chọn đáp án D. Câu 12. Nhân vật nào dưới đây đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái với cha mẹ? A. Bạn B thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. B. Bạn ít trộm tiền của bố mẹ để làm mua quà sinh nhật cho mẹ. Tiền của bố để mua quà sinh nhật cho mẹ. C. Bạn T bắt bố mẹ đưa đi học dù trường học ở rất gần, nhà. D. Bạn L thường nói dối bố mẹ trốn học để đi chơi điện tử. Như vậy nhân vật nào đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái với cha mẹ? Đó là bạn B. Bạn B đã thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Như vậy 12 các em chọn A. 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của gia đình? A. Mang lại các giá trị hạnh phúc cho mọi người. B. Là môi trường làm việc chuyên nghiệp hiệu quả. C. Là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi người. D. Là điểm tựa vững chắc để chúng ta vươn lên trong cuộc sống.
Như vậy nội dung không phản ánh đúng vai trò của gia đình, đó là B, là môi trường làm việc chuyên nghiệp hiệu quả. Như vậy người ta chọn B. 14. Câu ca dao: đói lòng ăn đọt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Phản ánh về quyền và nghĩa vụ của A, cha mẹ với con cái, B, con cái đối với cha mẹ, C, anh chị em đối với nhau, D, ông bà đối với các cháu. Như vậy câu ca dao trên: đói lòng ăn đọt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Phản ánh quyền và nghĩa vụ của con cái với cha mẹ. Như vậy câu 14 chọn B. Câu 15: ý kiến nào dưới đây không phản ánh đúng về gia đình? A, gia đình là tế bào của xã hội, là một tổ chức thu nhỏ của xã hội. B, gia đình là hệ quả tất yếu và sự tiếp nối của hôn nhân ở phạm vi rộng hơn. C, pháp luật không quy định quyền và nghĩa vụ các thành viên trong gia đình. D, gia đình là điểm tựa vững chắc để mọi người có được hạnh phúc và thành công. Như vậy ý kiến không phản ánh đúng về gia đình đó là C. Pháp luật không quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. Như vậy 15 chọn C. Câu 16: trong trường hợp sau đây, chủ thể nào đã vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình? Trường hợp anh T và chị Quy đều là con của ông K và bà S. Tuy nhiên ông K và bà S thường chăm sóc quan tâm đến anh T nhiều hơn, vì ông bà cho rằng con gái sau này lớn lên sẽ đi lấy chồng, không giúp đỡ được gì cho bố mẹ. Thế vậy chị Quy rất buồn và cho rằng bố mẹ không công bằng. Tuy nhiên chị Quy luôn tự trấn an bản thân: bố mẹ cũng rất yêu thương mình cần cố gắng chăm ngoan học giỏi hơn để bố mẹ không phiền lòng. A, ông Cao và bà và chị Quy. B, anh T và chị Quy. C, bà S và anh T. D, ông Cao và bà S. Như vậy chủ thể đã vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình đó là ông K và bà S. Như vậy câu 16 chọn đáp án D. Hai La Mã tự luận. Câu 1: nêu hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội. Như vậy hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân là ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật. Đối với gia đình, cạn kiệt tài chính là tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đối với xã hội, làm suy thoái giống nòi, rối loạn trật tự xã hội ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, suy giảm sức lao động xã hội. Câu 2, em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây, vì sao? Ý kiến 1, khi phát hiện hành vi tổ chức môi giới mại dâm, chúng ta nên lờ đi coi như không biết vì đây là vấn đề tới gì. Ý kiến 2, phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của lực lượng công an. Ý kiến 3, tổ chức đánh bạc với quy mô nhỏ thì không vi phạm pháp luật. Ý kiến 4, những người có điều kiện có tiền thì được phép sử dụng chất ma túy. Như vậy chúng ta đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến nào, vì sao? Như vậy đối với ý kiến 1 thì chúng ta sẽ không đồng tình vì cái hành vi lờ đi coi như không biết sẽ vô tình tiếp tay cho các đối tượng
xấu tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Còn mại dâm là một cái tệ nạn xã hội, để lại nhiều cái hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Chúng ta cần quyết liệt đấu tranh chống tệ nạn này. Với ý kiến 2 thì chúng ta cũng không đồng tình, bởi vì phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm chung của mọi công dân. Ý kiến 3 không đồng tình vì pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, quy mô. Ý kiến 4 không đồng tình vì pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sử dụng, hành vi sử dụng chất ma túy. Mọi công dân khi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì đều vi phạm pháp luật. Câu 3, đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống M và em trai là chị em sinh đôi, học cùng lớp với nhau. Chủ nhật tuần này nhà trường tổ chức buổi tham quan ở khu dự trữ sinh quyển của tỉnh. M và em trai đều muốn đi nhưng mẹ chỉ cho em trai đi. Mẹ bảo M là chị thì phải nhường em ở nhà phụ giúp bố mẹ trồng và chăm sóc cây cảnh. Đây không phải là lần đầu em trai M được bố mẹ cho đi chơi, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trường, ở khu phố, nhưng M thì không được đi. M không hài lòng về việc phân biệt đối xử của bố mẹ. Câu hỏi: A. Cách đối xử của bố mẹ M như vậy có đúng không? Vì sao? B. Nếu em là M, em sẽ thuyết phục bố mẹ như thế nào để bố mẹ tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, mà bố mẹ cho tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, lớp và khu dân cư? Thì đối với câu A thì chúng ta thấy cách đối xử của bố mẹ M như vậy là không đúng, vì bố mẹ M đã vi phạm điều 17 luật trẻ em năm 2016. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. Bố mẹ M cũng chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái khi phân biệt đối xử giữa các con. B. Nếu là M thì em cần giải thích hoặc là nhờ người khác giải thích cho bố mẹ hiểu quyền bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với tuổi. Dù là trai hay gái thì trẻ em cần được cân đối thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, tham gia vui chơi, giải trí như nhau, đảm bảo phát triển trí tuệ và thể lực.